Vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và dự kiến bế mạc muộn nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 sẽ có 2 thủ tướng thôi nhiệm. Trong đó, một người được miễn nhiệm do được điều động giữa nhiệm vụ khác, người còn lại bị bãi nhiệm vì liên quan vụ án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thay đổi kiện toàn hàng loạt phó thủ tướng. Trong chính phủ Việt Nam từ năm 1955 có nhiều ghế phó thủ tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 11 phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng thời tại nhiệm. Và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 7 1981-1987, tổng cộng có tới 18 người đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 2021, Quốc hội quy định số lượng Phó Thủ tướng là 4, bao gồm Phó Thủ tướng phụ trách về đặc xá, xây dựng nhà nước, thể chế, tư pháp, khoa giáo, văn xã, Phó Thủ tướng phụ trách về ngoại giao và hội nhập quốc tế, nội chính, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc, Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế ngành. Một trong các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ là một chức danh đặc biệt, có thể trở thành phụ trách điều hành chính phủ khi Thủ tướng tạm thời không thể tiếp tục công việc, từ chức hoặc qua đời cho đến khi Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thường là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Khái cùng các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long là 4 phó thủ tướng trong chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong đó, chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đang khuyết. Vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và dự kiến bế mạc muộn nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 sẽ có 2 thủ tướng thôi nhiệm. Trong đó, một người được miễn nhiệm do được điều động giữa nhiệm vụ khác, người còn lại bị bãi nhiệm vì liên quan vụ án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng. Sáng ngày 15 tháng 8, tại Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, theo dự kiến, tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Dự kiến khi đó sẽ có hàng loạt các chức danh lãnh đạo cấp cao được thay đổi, kiện toàn, nhất là chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Chiều ngày 3 tháng 8, ông Lê Minh Khái đã bị Trung ương Đảng cho thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bí thư Trung ương Đảng, cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Tổng thanh tra Chính phủ, đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra. Thông cáo về sai phạm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái không nhắc đến dự án Đại Ninh. Tuy nhiên, ông Khái đã giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để thanh tra chính phủ giải quyết đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định của luật thanh tra. Kiến nghị cho dự án được giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất trái quy định. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Với cương vị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ trong giai đoạn xảy ra sai phạm, có thể thấy việc ông Khái bị kỷ luật là liên quan trực tiếp tới dự án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng. Như vậy, ông Khái không còn giữ chức vụ trong Đảng nhưng vẫn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo luật tổ chức Quốc hội 2014, Phó Thủ tướng là chức danh được Quốc hội phê chuẩn từ đề nghị của Thủ tướng. Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng thì cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trình lên Quốc hội để miễn nhiệm. Vì chưa tới kỳ họp định kỳ của Quốc hội cũng như không có cuộc họp bất thường nào được triệu tập, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo việc miễn nhiệm nên ông Lê Minh Khái hiện vẫn giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, Với thực tế, ông Khái đã mất các chức danh trong đảng, có thể dự đoán là bước tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình trường hợp của ông ra để Quốc hội miễn nhiệm. Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Lê Minh Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007-2014, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Chiều ngày 21 tháng 8, Bộ Chính trị đã ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay thế cho ông Trần Tuấn Anh, người bị Ban Chấp hành Trung ương cho thôi giữ chức vụ này vào cuối tháng 1. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hơn 16 tháng nữa là đến kỳ đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quyết định số 1488 ngày 16 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động phân công bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Lưu Quang đã nhận nhiệm vụ rất quan trọng bên Đảng vì chưa có tiền lệ kiêm nhiệm bên Chính phủ. Hơn nữa, theo quy định 1488, Bộ Chính trị quyết định ông thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đồng nghĩa với việc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang không còn là thành viên của Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông Trần Lưu Quang, 57 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 2 năm 2019, ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 2 năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng. Dự đoán các Phó Thủ tướng được bổ nhiệm vào tháng 10. Dự kiến ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, sẽ thôi nhiệm để chuyển sang làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông hiện là Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ông từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam 2011-2016, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam trước khi chuyển sang ngạch dân sự. Ông có bằng tiến sĩ luật, có học hàm giáo sư. Dự kiến, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sẽ được bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16 tháng 10 năm 1962, quê quán ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ủy viên chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong kỳ họp thứ 24 vào các ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Lý do là bê bối trong vụ chuyến bay giải cứu. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19. Sau đó, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn. Dự kiến, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Hồ Đức Phước sinh ngày 1 tháng 11 năm 1963, là một tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Ông từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.